Quyền xin kính chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Ôm Gia Cuộc Sống ở Trung Quốc. Hôm nay hai mẹ con của Quyền đi lên sân bay, chuẩn bị đi về Trung Quốc, tìm quê hương thân yêu của mình lâu một chút. Qua Trung Quốc rồi không biết chừng nào mới có cơ hội quay lại Việt Nam. Hy vọng là làm ăn được rồi có cơ hội quay lại Việt Nam chơi nhiều hơn. Lúc mới đầu Quyền chỉ định là hai mẹ con đặt vé đi lên sân bay thôi. Từ đó giờ thì Quyền đi mình, Quyền về mình, không còn ai đưa đón hết trơn á. Lần này thấy mẹ cũng buồn buồn, rồi mẹ muốn đưa Gia Yên lên sân bay á, cho nên thôi Quyền đặt chiếc xe 7 chỗ cho mẹ cùng đi. Từ nhà Quyền đi lên sân bay thì cũng mất 3 tiếng. Quyền bay chuyến lúc 2 giờ 45 phút, nên 7 giờ tối Quyền mới đi lên sân bay. Đem đồ thì cũng ít lắm, đa số là đồ ăn của mấy chị ở gần á, kêu gửi đem qua giùm. Qua cổng hải quan thì mới có 12 giờ à. Mà qua cổng hải quan cái anh công an đóng mộc á, anh là có kênh của Quyền á, biết Quyền á, cho nên là Quyền rất là vui luôn. Nhập cảnh thì cũng rất là nhanh lẹ. Thật sự rất là cảm ơn cả nhà đã ủng hộ hai mẹ con của Quyền. Lúc này là giãn mệt rồi nằm đó. Bây giờ là chuẩn bị lên máy bay rồi ông bà cô chú. Nãy giờ Quyền lo mê nói chuyện, thành ra là Quyền không có quay luôn ông bà cô chú. Này cũng là người Việt Nam mà chỉ lấy chồng ở tỉnh Kiên Giang á. Con chỉ cũng 5 con chuột giống như Gia Yên nữa. Xin chào ông bà cô chú. Hai đứa nó bằng tuổi, nó xếp vô, trời ơi, nó quậy banh nóc nhà luôn. Chạy theo hai ổng thôi là cũng đủ mệt rồi. Bây giờ là lên máy bay nha cả nhà ơi. Có cái chị này là cũng là người Việt Nam nhưng mà ở Chiết Giang. Cùng chiến với Quyền. Hai đứa nhỏ chạy rồi kìa. Mang tiệc chơi rồi. Chuyến về Trung Quốc này Quyền gặp toàn là những người dễ thương không à. Lúc nhập cảnh thì có anh công an dễ thương, gặp được chị người Việt Nam nói chuyện cũng nghe dễ thương, mấy chú ngồi cạnh cũng dễ thương luôn. Hàn Quốc, máy bay của Hàn Quốc bự quá. Quay lại nguyên cả quá trình mà máy bay cất cánh á, để cho gia đình mình xem, cũng như là cho bà cô chú và mấy em nhỏ cùng xem. Đây là tuần thứ hai mà Gia Yên ngồi máy bay đó ông bà cô chú. Lúc mà bay lên á, dưới hạ cánh á, thì rất là ù lỗ tai, nhưng mà Gia Yên ngoan lắm, Gia Yên không có khóc. Như là Gia Yên được cái chú ngồi cạnh á, nói chuyện chứ giỡn á, thành ra là cũng không có sợ. Chú quan tâm Gia Yên giống như là con vậy đó. Người ta không biết, nhìn vô chắc là tưởng hai cha con. Chú là người Chiết Giang, qua Việt Nam của mình để hợp tác mở công ty. Nói chuyện với Quyền á mà chú không biết Quyền là người Việt Nam. Chú tưởng Quyền là người Quảng Tây không à. Một hồi mới biết Quyền là người Việt Nam, chú rất là ngạc nhiên luôn. Đây là thành phố Hồ Chí Minh, nhìn trên cao xuống. Ở bên ngoài nhìn ra thì nó sẽ đẹp hơn ở trong điện thoại. Trong điện thoại thì nhìn không có rõ cho lắm. Từ trên cao nhìn xuống, đèn lấp lánh rất là đẹp, giống như mấy cái ngôi sao trên trời vậy đó. Nếu mà đi ban ngày, ngay trời trong lành thì còn đẹp hơn nữa. Máy bay mới lên cao thì cái đèn pha ở ngoài cái cánh vẫn còn bật. Đợi một chút xíu lên cao rồi, bắt đầu máy bay mới tắt hết đèn. Bây giờ máy bay bay trên cao, cái độ cao vừa đủ rồi á, cho nên là máy bay tắt hết đèn rồi, xong rồi á, bên trong cũng tắt đèn luôn để cho hành khách người ta ngủ nghỉ ngơi á. Giờ Yên thấy tội quá ông bà cô chú ơi, đi theo mẹ chịu cực chịu khổ. Yên thì muốn nằm á, nhưng mà cái chỗ thì nó chật quá, không có chỗ nằm.
còn mà để ghế nằm xuống thì Gia Yên không có chịu, Gia Yên thích nằm vậy đó, nằm xuống à chứ không thích nằm dựa. Cái chỗ có chút xíu à mà ổng đâu có thẳng chân được đâu, nhìn thấy tội quá à. Nằm không có thẳng chân được á, nó khó chịu lắm ông bà cô chú. Co co cút cút gì nè, nó mỏi dữ lắm. Nhìn ổng là biết không sao rồi, còn nhịp chân được kìa. Đi sót ổng gần chết đó, mà ổng còn có thời gian nhịp giò. Mình đi 9-2 giờ tới 6 giờ là tới nơi á, cho nên là có một phần ăn sáng. Sáng thì bao gồm một trái chuối, một cái bánh bông lan, một cái bánh mì ngọt và thêm một ly nước uống tự chọn. Cola nè, có Pepsi, rồi có cam, có nước táo, nước lọc. Mình muốn uống cái gì thì mình nói, người ta sẽ rót cho mình một ly. Hết rồi mình vẫn xin thêm được nữa. Mẹ Không thì nó tới thăm viếng rồi. Máy bay á, đang bay ở trên biển, còn nhìn xa xa có đèn á, là ở thăm viếng đó ông bà cô chú. Bây giờ máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Lúc mà hạ cánh á, thì cứ nghiêng qua nghiêng lại á, rồi đi xuyên qua mấy cái đám mây á, cái máy bay nó lắc dữ lắm ông bà cô chú, rất là sợ luôn. Ở trên bình thường thì không có sao hết trơn á, còn mà bay hạ cánh xuống á, đi xuyên qua mấy cái đám mây á, bay á lắc giống như là mình đi đường dằn vậy đó. Lần mà đi xuyên qua đám mây á, trời ơi, bị sợ lắm, vì cứ niệm Phật hoài ông bà cô chú, tại vì cái cảm giác đó nó ghê lắm. Đường bộ nó lắc á, mình không có thấy sao, nhưng mà khi mà máy bay nó lắc á thì nó ghê lắm. Mà đi ngay trời mưa còn sợ hơn nữa. Máy bay còn lắc hơn là đi xuyên qua mây nữa. Ai mà đi máy bay rồi chắc cũng hiểu cái cảnh này. Quyền không có thích ngồi máy bay không mà cô chú. Quyền chỉ thích ngồi xe hay là tàu cao tốc gì đó. Như vậy Quyền cảm thấy an toàn hơn. Lúc mà chưa đi máy bay á, chưa biết máy bay như thế nào á, thì thích lắm. Ước mình được ngồi máy bay một lần cho biết với người ta. Rồi suy nghĩ không biết chừng nào mình mới ngồi được máy bay. Nhưng mà tới khi ngồi được máy bay rồi thì lại không thích. Cái gì cũng vậy hết trơn á, không biết thì muốn biết, tới chừng biết rồi là chán. Chuẩn bị hạ cánh á, thì máy bay bắt đầu bật đèn pha. Xong rồi nghiêng nửa máy bay qua bên đây. Xong rồi nghiêng nửa máy bay qua bên kia đang giảm độ cao á. Máy bay á, khi mà lên độ cao hay là giảm độ cao á, đều nghiêng qua bên trái trước, xong rồi nghiêng qua bên phải sau, kiểu vậy đó, chứ không phải là mà bay thẳng lên. Lúc trước Quyền không biết á, Quyền cứ nghĩ là máy bay khi việc bay thẳng lên hoặc là bay thẳng xuống á, không phải, phải nghiêng qua bên trái xong rồi nghiêng bên phải. Mà đi ban ngày á, nhìn từ trên cao xuống thì rất là đẹp luôn, ngay biển á, nhìn rất là đẹp. Lúc mà lên máy bay thì điện thoại của mình sẽ bật chế độ máy bay hot. Nhưng nếu mình không có bật thì khi mà lên cao nó cũng sẽ mất tín hiệu. Nhưng mà tốt nhất mình nên bật chế độ máy bay để không làm nhiễu sóng khi cất cánh hoặc là hạ cánh. Như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Máy bay đang bẻ lái qua bên trái chuẩn bị xuống sân bay đó cả nhà. Chuẩn bị hạ cánh cho nên là chị tiếp viên hàng không á, thông báo là điện thoại rồi tai nghe hay là tút mấy cái mạng á, mình phải bật chế độ máy bay để cho máy bay hạ cánh á, không bị nhiễu sóng. Ngay toàn bộ cái quá trình máy bay cất cánh và máy bay hạ cánh để cho cả nhà xem giải trí nè, với lại cho ba mẹ Quyền xem á, là ngồi máy bay như thế nào.
Gia đình Quyền chỉ có Quyền với em trai của Quyền là ngậm máy bay rồi. Còn gia đình Quyền thì chưa có ai đi hết trơn á. Cho nên là không có biết ở trên máy bay nhìn xuống là như thế nào. Sáng dịp này nên là Quyền quay lại hết cái quá trình bay, chia sẻ luôn cho cả nhà xem nè, cho cả gia đình Quyền xem nè. Còn những người mà đi máy bay rồi thì nhìn thấy nó cũng bình thường à. Chú ngồi cạnh Gia Yên nói là chú đi chán rồi cho nên là chú lên máy bay chú ngủ. Quyền thích ngồi cạnh ở cửa sổ, đặng mình có thể nhìn ra bên ngoài. Máy bay đang hạ độ cao để chuẩn bị đáp đất rồi đó mà cô chú ơi. Chính thức hạ cánh an toàn rồi nha. Để chuẩn bị gặp ba ba rồi. Mình định quay bên trong á mà tắt đèn tối thui không thấy gì hết trơn á. Cánh rồi nhưng mà phải chạy vô cái bật đèn sáng sáng đó đó. Là cái sân bay đó cả nhà. Xe buýt sẽ chạy ra sân bay trước chứ không có nối cái cầu vô sân bay luôn. À, còn ngủ, còn ở đây người ta thức rồi, còn ông này thì ông ngủ nè, ông ngủ luôn nướng. Cái anh này anh xách cái hành lý cùng Quyền luôn rồi, anh ngồi kế Quyền ăn ăn vào cái trước. Dạ, thấy vậy ấm gây thành ra là sách dùm đường luôn. Lạnh quá. Bây giờ là đi làm thủ tục nhập cảnh. Còn ông này ông ngủ. Ngủ ngon dễ sợ. Ngủ ngon dễ sợ.